Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục gửi đến anh em một video giới thiệu anh em đến 6 bộ sản phẩm từ những âm ly Pioneer và những âm ly đèn rất là độc đáo và rất là chất lượng. Thì đầu tiên thì Tuyến giới thiệu luôn anh em đến một con âm ly của Pioneer, dòng này dòng receiver. Con này có model là ES1000 nhé, ESR1000. Đó. Dòng ESR1000 các bác nhé. Đó. Con này thì được đánh hai cầu loa A và B. Đó, ở đây thì nó cũng có các cổng AUX follow và tappe. Đó, dòng này dòng nội địa của Nhật với tình trạng là đẹp mỹ mãn luôn, đẹp xuất sắc luôn. Con này được đánh 4 sò quả Hitachi các bác nhá. 4 sò quả Hitachi. Zin nguyên bản luôn. Đó. Dòng này đánh 4 sò Hitachi xuất âm tụ. Đó, đây là hai tụ xuất âm và tụ nọc nguồn. Con này thiết kế với tình trạng đẹp mỹ mãn luôn. Đó, đây. Các bác nhìn nhé, với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Cực kỳ đẹp. Đó. Rất là trang nhã, mặt là phanh nhôm trắng. Rất là sang trọng luôn. Từ sắt xi đẹp kính cong luôn, đẹp bảy màu không một tì vết nào luôn. Đây các bác nhìn kỹ nhé, với tình trạng là đẹp mỹ mãn luôn. Dòng này đánh trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhé. Thoải mái cho các bác ghép những dòng loa bát 20, 25 và đặc biệt là con này đánh toàn giải nó là mỹ mãn luôn. Con này đánh toàn giải nó là chấm hết luôn. Công suất là 56W. Đó, con này thì riêng các bác đánh toàn giải thì nó là mỹ mãn luôn. Không còn gì phải nghĩ. Với tình trạng là đẹp xuất sắc, hoạt động hoàn hảo luôn. Đó, một bộ máy cực kỳ đẹp, đẹp như mới luôn. Từ vỏ viết đây nhé các bác nhé. Nhìn đây, các bác nhìn vỏ từ nó còn không sứt mẻ bất kể một chỗ nào luôn. Vỏ nó có thể nói là đẹp mỹ mãn luôn. Đây, đấy, các bác nhìn những vân gỗ của nó rất là đẹp luôn. Vỏ đẹp xuất sắc luôn. Từ vỏ viết này cho đến máy móc là em đảm bảo các bác không có điểm gì chê được nó. Và với con âm ly ES1000 hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá chỉ có 3 triệu đồng nhé. Giá 3 triệu đồng các bác sở hữu một con âm ly đài receiver của Pioneer rất là hay luôn. Các bác nghe nhạc thì nó là mỹ mãn luôn, không phải lăn tăn vấn đề gì. Đấy, nó rất đầy đủ các bác nhé. Tiếp đến em giới thiệu các bác đến một model cũng là thuộc dòng cao cấp của Pioneer. Con này có model là SX414 các bác nhé. Dòng SX414. Đó, dòng âm ly đài. Đó, đây là khi các bác vặn về radio thì đồng hồ nó mới sáng nhé. Đấy, còn bác để cầu AUX thì nó sẽ không sáng. Đây, kinh đây. Thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đó, một con âm ly đài. Dòng này cũng là dòng xuất âm tụ các bác nhé. Con này cũng là dòng xuất âm tụ. Con này cũng được đánh 4 sò quả Hitachi. Đó, hai tụ xuất âm và 4 sò Hitachi thì nó nằm bên dưới đây cơ. Đấy, ở đây thì nó cũng có 4 con sò Hitachi. Với tình trạng sassy đẹp bảy màu kính cong luôn, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Chỉ có bụi bẩn còn không có một tì vết nào. Đó, từ các bác nhìn từ đít đáy này, không có từ rôm rỉ hay là bất kể chỗ nào nhé. Con này cho công suất là 60W, đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm bác nhé. Đánh bát 25-30 rất là ngọt ngào luôn. Con này đánh bát 25-30 rất là ngọt ngào luôn. Dòng âm ly đài rất là sang trọng, vỏ gỗ của nó tuyệt đẹp luôn nhé. Đây em vỏ gỗ của nó đây. Rất là đẹp và rất là chất luôn. Có thể nói là vỏ gỗ từ vỏ viết là đẹp như mới luôn. Đây, bộ vỏ gỗ tuyệt đẹp luôn. Đấy, vỏ gỗ của nó đây, rất là đẹp, đẹp mỹ mãn luôn. Đẹp từng góc cạnh luôn. Đó, dòng SX. Dòng nói đến model SX thì là đều là những model cao cấp của Pioneer. Dòng SX thì đây là nó là SX414. Đó. Con này đánh hai cầu nó AB, nâu nớt đầy đủ các bác nhé. Đấy, nâu nớt đầy đủ. Và con này với tình trạng là đẹp xuất sắc như này, con SX414 thì em Tuyến để cho các bác với giá là 3 triệu 800 nghìn đồng nhé. Chỉ có 3 triệu 800 nghìn đồng các bác sở hữu một con âm ly đài Pioneer SX414 dòng cao cấp. Các bác nghe đánh bát 25-30 và đánh toàn giải rất là mỹ mãn. Đó, những dòng này thì các bác đánh thì nó là những dòng xuất âm tụ của nó thì đánh châm hết luôn. Đấy, các bác đánh được nhiều dòng loa. Đó, không kén bất kể loa nào.
với giá chỉ có 3.800.000 đồng mà các bác sở hữu một con âm lý đẹp mỹ mãn luôn đó. Tiếp theo em Tiến lại giới thiệu các bác đến một con âm ly đèn. Dòng này nó là một thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Đó, hàng này hàng xuất thị trường Đức. Âm ly của Mỹ xuất thị trường Đức nên là nó vừa có điện 230V và điện 115V. Đó, nó là hàng của Mỹ. Con này thì nó đánh ở đây thì nó là mở rộng nhá. Cầu loa thì nó thiết kế 4 cầu loa. Nên các bác có thể chơi từ 4 ôm trở lên. Con này với dòng thiết kế rất nhỏ gọn và chạy bóng... cái này là 12AX7 nhé và bóng N84 các bác nhé. Đấy, con này thiết kế rất nhỏ gọn mà rất là sang trọng và rất là đẹp luôn. Các bác nhìn từ bộ núm miếc của nó này, quá mới đẹp mỹ mãn luôn này. Đấy, từ cái núm này nó đã thể hiện sự sang trọng rồi. Và những dòng này đánh những dòng loa toàn giải thì nó là mỹ mãn luôn. Đấy, các bác đánh loa toàn giải thì nó là chấm hết luôn. Đấy, những dòng này thì phù hợp cho không gian vừa các bác nhé, không phải là không gian rộng quá mà các bác nghe không gian vừa. Mà nói đến âm ly đèn thì nó là luôn thước đo chuẩn rồi. Người ta bảo ví hay như âm ly đèn chứ chẳng bao giờ âm ly đèn nó ví hay như âm ly bán dẫn. Nên là nếu mà nói về chất âm lượng âm ly đèn thì nó là mỹ mãn rồi, con này không phải bàn. Và với tình trạng đẹp xuất sắc luôn, dòng này GS Audio. Đấy, hàng này hàng nô hàng âm ly đèn này của em đều về từ Đức về nhé, toàn bộ hàng từ Đức đấy, toàn bộ hàng hãng đẹp kính con luôn các bác nhé, có thể nói là đẹp kính con luôn đó. Và với con âm ly đèn nhỏ gọn như này, dòng chạy bóng N84, hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá chỉ có 5.000.000 đồng nhé, 5.000.000 đồng các bác sở hữu một con âm ly đèn tuyệt đẹp luôn. Các bác chơi loa toàn giải hay là những dòng loa cổ thì châm hết luôn. Các bác đánh những dòng loa cổ với lại loa toàn giải thì những con này thì nghe thì mỹ mãn luôn, không có gì phải bàn. Đó, với giá chỉ có 5.000.000 đồng đó. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến cũng một con âm ly đèn, cũng là một hãng đến từ Đức về. Hàng này nó thiết kế là dòng mặt gôn các bác nhé. Đó, con này thì thiết kế rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn rất là sang trọng, màu gôn tuyệt đẹp luôn. Đấy, nó làm thiết kế cực kỳ là đẹp và rất là sang trọng luôn. Ở đây thì nó thiết kế này, con này nó lại thiết kế rất là nhiều cầu. Với cầu các bác chơi 4 ôm thì các bác phải đảo từ 4 ôm cho đến 16 ôm. Ở đây thì 8 ôm trở lên thì nó đánh từ 4 ôm trở lên thì này. Cái ôm trên thì ôm to thì khơi nó là vô tận nên là không quan trọng. Đấy, ở đây thì nó thiết kế 3 ngõ vào. Đấy, nó thiết kế 3 ngõ vào. Tape và CD và... DVD các bác nhé. Đấy, con này thiết kế là dòng N84 các bác nhé. Nó là dòng N84. Đấy, con này được chạy 4 bóng N84 và 12AX7. Đấy, 4 bóng N84. Con này thì công suất nó ra loa nó rơi vào tầm khoảng độ 15W một kênh các bác nhé. Nó rơi 15W một kênh, đánh rất mạnh mẽ. Mà nói đến bóng N84 thì luôn luôn cho chất âm là mềm mại. Các bác muốn nghe độ mềm mại chi tiết thì N84 nó là một thế mạnh rồi. Nhiều bác rất là đam mê thích nghe về chất quả N84 này. N84 này nó cho một chất âm rất là riêng biệt và rất là mềm mại luôn. Các bác nghe mà em nghe em cũng đến rất là thích luôn. Đó, mà con này rất là sang trọng các bác nhé. Rất là sang trọng luôn. Từ mã gỗ, nó thiết kế mã gỗ rất là đẳng cấp. Đấy, từ những cái này nó làm mạ gôn hết. Toàn bộ những vỏ viết nó mạ gôn đẹp kính con luôn. Và... ở trên này thì nó ở trụ bóng này thì nó lại có thêm một cái lưới bảo vệ nữa các bác nhé. Đấy, ở đây thì nó có một cái trục bảo vệ bóng đó, rất là đẹp mắt luôn. Các bác thích thì đậy vào mà không thích thì bỏ ra. Ở đây thì nó bắt ốc ở đây, em tháo ốc ra để em quay cho các bác rồi đó. Nó đây, đây là tổng thể nó sẽ thiết kế như này, rất là đẹp luôn. Và với con âm ly đèn bóng N84 con này mà em để cho các bác với giá là 8.500.000 đồng nhé. 8.500.000 đồng các bác sở hữu con bóng N84 đẹp mỹ mãn như này, một hàng hãng luôn, từ Đức về rất là đẹp luôn đó. Con này thì cực kỳ là chất lượng luôn đó. Dòng này thì nó chạy điện 220V, hàng ở Đức thì bao giờ nó cũng đều là chạy 220V các bác nhé. Đó, con này 200 đến 230V, thoải mái cho các bác chơi, không phải đổi nguồn đổi nhiếc gì, rất là chất luôn. Đó, với giá là chỉ có 8.500.000 đồng các bác sở hữu một con âm ly đèn gold cực kỳ là đẹp và rất là sang trọng luôn. Đó, rất là đẹp luôn mắt.
Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con đèn quả đến từ Mỹ các bác nhé. Con này còn là đến từ Mỹ, cũng xuất thị trường Đức. Đó, con này là dòng Neurasic. Đó, Neurasic. Con này thì chạy bóng KT88 nha các bác nhé. Dòng này thì nó rất là khủng, nó chạy bóng đến bóng KT88 rồi. Thì nếu nói về chất âm thì KT88 thì cho chất âm bát và chét rất là mạnh. Đó, mà con này thiết kế cực kỳ là đẹp. Từ những cái này nó là cái gỗ nguyên bản các bác nhé. Nó là gỗ thịt. Đấy, nó thiết kế cực kỳ gỗ thịt, nó gỗ thịt cực kỳ đẹp. Và con này có thể các bác sử dụng rất là chất luôn. Đó, con này nó chuyển đổi dòng này dòng hãng đến một hãng của Mỹ. Nó chuyển đổi từ 4 cho đến 8 ôm. Các bác ở đây tuy nó thiết kế từ cầu loa này, nó đã là thể hiện sự đẳng cấp rồi của Mỹ rồi. Đấy, dòng này thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất là chất lượng. Và con này chạy hai bóng KT88 thì nó rơi cho tầm công suất nó rơi vào tầm 15 đến 20 W một kênh các bác nhá. Đủ cho bác đánh những giá bát 2530 vô tư thoải mái. Dòng này thì cũng rất là khủng luôn. Đó, đây là volume của nó đây, volume của nó, đây là các chuyển kênh của nó thể hiện từ những cái cục núm chuyển này đã là đã mắt rồi. Đấy. Rất là chất lượng luôn. Neurasic. Đấy, dòng này thì nó đánh cờ nát A các bác nhá. Đấy. Dòng này nó đánh cờ nát A. Đấy. Nên là chất âm của nó rất là tuyệt vời luôn, càng đánh càng hay. Chất âm thì mỹ mãn luôn. Đấy là công tắc nguồn đây. Đấy. Bật nên là tắt và bật đây là mở. Đấy, rất là chất lượng luôn. Và với con âm ni đèn Neurasic chạy KT88 thì hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá là 12 triệu đồng nhé. 12 triệu đồng cho con âm ni đèn chạy bóng KT88. Rất là chất lượng như này. Đó. Con này thì rất là chất lượng, từ linh kiện của nó thì cực kỳ là chất lượng luôn. Đó. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ni đèn cũng là hãng của Mỹ các bác nhé. Con này Antique. Đấy, tên nó hơi khó gọi tí. Dòng này một thương hiệu đến từ Mỹ, cũng xuất thị trường Đức. Và con này nó sản xuất từ năm 1997 các bác nhé. Đó, nó ra đời năm 1997. Đây, đấy. Từ tem mác của nó còn nguyên si luôn. Tụ tiếc là đều là Nichicon hết các bác nhé. Dòng này là tụ toàn bộ tụ cao cấp. Và đặc biệt con này đánh 4 bóng RCA. Bóng này thì nó còn mạnh hơn cả N34 các bác nhé. Đó, bóng này thì nó là bóng Mỹ của nó, bóng RCA Mỹ này. Đấy, USA, toàn bộ bóng Mỹ 100% các bác nhé. Đây là toàn bộ kể cả bóng rề cũng là bóng Mỹ hết. Đây là nó là bóng USA VT115A nhé. Bộ bóng này không đã tiền trục rồi. Em nói đảm bảo các bác, riêng bộ bóng này, bóng khói này của nó đã tiền trục rồi. Đây các bác nhìn nhé, từ bộ bóng khói này của nó này đã là tiền trục rồi. Con này thiết kế rất nhỏ gọn và rất là đẹp mắt luôn. Ở đây thì nó đánh tự động chuyển đổi nhé, nên là cầu tín hiệu vào. Và ưu điểm con này đánh cực kỳ mạnh luôn. Em đánh một đôi bát JBL 200W mà đánh cực kỳ nghe đã luôn, rất là mạnh và rất là chất luôn. Con này phải nói là bốn bóng này đánh thể hiện cực kỳ chất âm, cực kỳ tốt luôn và rất là mạnh mẽ. Đó, các bác nhìn nhé, cực kỳ sang trọng mà thiết kế rất là đẹp. Từ những cái sơn của nước sơn của nó đã đủ thể hiện sự đẳng cấp rồi. Nó dạng là sơn sần mờ các bác nhé, rất là đẹp mắt luôn, nhìn rất là đã luôn. Đấy, với con âm ni đèn mà sử dụng 4 bóng RCA dòng Mỹ nòi này thì em để cho các bác với giá là 13 triệu đồng nhé. 12 triệu 800. Em bỏ con số 3 thì em để cho các bác với giá 12 triệu 800 nghìn đồng. Đó, 12 triệu 800 nghìn đồng để cho các bác chơi. Riêng con này thì nó có đẹp mỹ mãn rồi, mà rất là riêng bộ bóng không của em đã đáng giá tiền trục rồi. Các bác lên mạng các bác có thể search bóng ra thì ra giá trị của nó nhé. Mà con này thì chất âm cực kỳ mạnh mẽ. Và yêu cái con này thì các bác phải nên kiếm cho em một cái volume hay là một cái rè để chơi thì rất là chất lượng nữa. Đó, con này thì nó là mỹ mãn rồi, thiết kế rất là đẹp. Đấy, tổng quan các bác nhìn bộ bóng của nó đã đủ đã mắt rồi. Với giá chỉ có 12 triệu 800 nghìn đồng
nên các bác sử dụng một con âm ly đèn cực kỳ chất lượng. Và hôm nay em Tuyến vừa giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm. Thì các bác nào có nhu cầu bộ sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến của theo số điện thoại của em là 0917838969. Zalo của em là 0129984869. Địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và tất cả các sản phẩm này các bác có nhu cầu mua bên em thì vui lòng cọc trước cho em. Những sản phẩm nào dưới 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng. Và đối với những sản phẩm trên 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 1 triệu để em gửi hàng cho các bác. Và toàn bộ giá em vừa báo trên là chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Chưa bao gồm phí vận chuyển thì các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em Tuyến để em tư vấn và để có thể sử dụng mua hàng dễ dàng hơn. Và em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ em Tuyến. Em Tuyến kính chào các bác.